Xin chào các trong video này đó thì mình sẽ ôn lại, à, mình học những à, trong mấy bài trước, à, nhất là về câu hỏi bạn. À, câu hỏi đầu tiên là Array là cái gì bạn? À, câu thứ hai là này là bao nhiêu? Số ba là Nải là ở đâu? Số bốn là đai máy là được không? Số năm là rằng ngay là làm cách nào bạn? À, số năm là rửa dâng Nghĩa là Kinh khao leo rửa dâng Chẳng hạn vậy Là ăn cơm trưa rửa dâng. Khao chay rửa dâng Là hiểu chưa Và trong bài này thì mình sẽ nói về khe nảy Là cỡ nào bạn à, Khi mà bạn nói là A à rồi Mát à, là, là Là ngon thật Nhưng mà thí dụ mà muốn nói Hỏi theo sâu hơn một chút đó Thì bạn hỏi A à rồi khe nảy Là ăn ngon cỡ nào à trong bài này đó thì mình sẽ học kỳ thêm kỳ số môn kỳ môn léo là mấy giờ rồi là mình sẽ tập nói hỏi đồng hồ mấy giờ đó bạn mình sẽ ôn lại những câu hỏi bạn nhé à, câu đầu là array array là cái gì bạn à, tiếng mỹ đó thì nó là what what is it à, tiếng thái thì bạn có thể nói Ani pen array là muốn hỏi cái đó là có chuyện gì hay là cái gì bạn nhé hay là bạn có thể chỉ tay nếu mà bạn mua đồ anh ý ai anh ý ngừng chút là đây người ta cũng hiểu bạn hay là anh ý khư array là thí dụ bạn có muốn hiểu chuyện gì hay là cái gì bạn cứ nói anh ý array anh ý pen anh ý, aray, anh ý, aray, thì cũng được bạn yeah. nếu mà bạn không có hiểu đó thì à, muốn ai lặp lại thì bạn nói arena club nghĩa là bạn À, nói người ta lặp lại đó arena vẫn mấy khâu chay là người ta sẽ à, lặp trở lại lên bạn vẫn mấy khâu là tôi không hiểu là người ta sẽ lặp lại cho bạn hay là bạn có thể hỏi là à, bạn ăn gì nhé khun giặc than array khun là bạn giặc là muốn than là, là ăn array là ăn cái gì hay là chữ than nó thì nó giống chữ kin thôi nhưng mà than thì nó lịch sự hơn bạn thì à, uh, cô nhật array cũng được hay là cô nhập than array cũng được à, có đó là array à, còn câu cấu tiếp đó là thao rầy là bao nhiêu bao nhiêu bạn à, mỹ là how much yeah. thì uh, bạn khi bạn mua đồ đó bạn nói là anh ý thao rầy thì người ta sẽ hiểu nếu mà người ta không hiểu đó thì bạn có thể nói anh ý ra ca thao rầy cái này giá bao nhiêu anh ý ra ca thao rầy hay là bạn có thể muốn biết cái đó cao bao nhiêu, bạn nói. Bạn nó cao bao nhiêu nhé. Hay là cao bao nhiêu? Súng thao rầy. Nó là súng thao rầy cao bao nhiêu. Hay là bạn muốn biết người bạn của bạn là hỏi người ta là cao bao nhiêu. Khun súng thao rầy. Là hỏi người trước mặt đó là à, cao bao nhiêu bạn. Một mét mấy đó. Hay là bạn có thể hỏi tuổi tác cũng được bạn rầy khun ayu thao rầy Thì người ta có thể trả lời Phốm 68P Phốm 68P, phốm ái dụ 68P là tôi là 38 tuổi à, Nếu mà bạn thường thường thì bạn không muốn trả lời đó thì cũng giống Việt Nam thôi Người ta hỏi tuổi tác bao nhiêu thì bạn nói già rồi, thì tiếng Thái kè lèo là người ta hỏi à, Khun ayu thao rầy Thì bạn trả lời Kè léo Là tôi già rồi Hay là phổng Kè léo Hay là đi chẳng Kè léo Cho đàn bà nhé bạn à, Câu kế tiếp là thi nải bạn nhé Thi nải Thì bạn có thể hỏi là Phòng vệ sinh ở đâu Họ nam dù thi nải Họ nam dù thi nải Họ là phòng nam là nước Dù thi nải là ở đâu Yeah. À thế dụ bạn muốn hỏi uh, tiệm ăn ở đâu bạn thì Rán là tiệm A Hán là thức ăn Rán A Hán dù chi này là tiệm ăn ở đâu à, Thí dụ bạn muốn ăn tiệm ăn uh, Nhật bạn nhé Rán A Hán Nhi Bùn dù chi này là bạn muốn ăn đồ của người Nhật đó thế dụ bạn muốn ăn đồ Thái thì bạn Rán A Hán Thay dù chi À, thế dụ bạn hỏi nhà băng ở đâu đi thì nhà băng tên Thái này, tên là Thanakhan. Thanakhan dù thi nảy. Thanakhan dù thi nảy khắp. Uh, dù thi là where, nếu mà bạn biết tiếng Anh. á. À, thật ra đó, thi đâu đi nhau, bạn có thể nảy luôn. Này. Nói tắt cho bạn. Thì chẳng hạn bạn hỏi người bạn đi đâu. Khun pay nảy. Khun là bạn bay là đi. Nảy là đi đâu. Khun pay nảy. Khun pay thi nảy cũng được bạn. Nhưng mà nó tắt là khun pay nảy bạn có thể là trả lời là tôi đi mua đồ thì bạn nói bay sư khó bay là đi sự là mua khó là đồ bay sư khó đồ gì không biết nói chung là đồ hay là bạn muốn nói là đi đồ đi tiệm tiệm bán đồ nhé thì bạn nói là bay rán rán là tiệm đó bạn đó bay là đi rán là tiệm khải khải khỏng, khải là bán mà đây là bạn đi mua đồ bay xứ khổng là đi mua đồ bay rán khải khổng bay rán là đi tiệm khải là bán đồ à, còn kế tiếp là đây máy đây máy là được không ạ? À? được không à, thí dụ bạn hỏi tôi có đi đường này được không thì bạn nói à phốm bay thang đi đầy máy phốm là tôi bay đi thang là đường ni, ni là đường này được không? Đây mấy là được không? Phốm bay thang ni đây mấy? Là bạn hỏi bạn muốn đi đường này bạn chỉ tay đó. Phốm bay thang ni đây mấy? Hay là bạn có thể là chữ máy nó nằm im in một mình cũng được bạn. Chẳng hạn như bạn hỏi cái này cay không đó. Thì bạn nói ăn ý là cái này. Ăn ý phệt mấy? Anh ý phệt mấy? là cái này có cay không? À, bạn có thể cái này có ngọt không nhé? Anh đi hoàn mấy? Anh vị đi là cay bạn mấy? Là bạn nói hỏi coi anh cái này có chua không nhé? Anh đi rượu mấy? Anh đi rượu mấy? Là cái này có chua không bạn? À, hay là bạn có thể cái này có nóng không bạn nhé? Thì bạn nói ron mấy? Ron là nóng. Ron mấy? Nóng không? Ron mấy? Nóng không? Yeah. À, hay là bạn làm chuyện gì đó bạn hỏi có được không thì bạn nói sao thì bạn nói chai máy chai máy được không chai máy được không à. hay là bạn có thể hỏi khao chai máy cũng được khao chai máy là cái hiểu không khao chai máy hiểu không à, hay là nhiều khi bạn hỏi đường xa không thì bạn nói pay tay pataya clay máy pay Đi Pattaya là tỉnh Pattaya. Clay là đường xa, xa không. Pay uh, Pattaya, clay mấy. Cũng được bạn. Uh, còn thí dụ mà đại mấy nữa. Bạn có thể nói là à, cho tôi cho tôi đi với nhé. Thì bạn nói phổm pay đuôi đại mấy. Phổm là tôi pay. Uh, là đi đuôi là với. Được không? Đại mấy là được không? vốn pay đuôi đây mấy là bạn thí dụ có một uh, nhóm đi đó thì uh, bạn hỏi phóng bay đuôi đây Mai à. hay là thí dụ mà bạn đi khách sạn đó bạn muốn coi cái ph phòng trước hay là coi gì trước hay là bạn mua đồ đó à, thì bạn hỏi uh, thí dụ đây bạn đi uh, đi vô khách sạn bạn muốn coi trước bạn nhé cái này đi muốn đi coi phòng nhé khó là xin khó đu ho còn đai mai Crab. khó đu ho còn đai mai Crab là bạn muốn đi trước khi mướn phòng rồi muốn coi uh, cái phòng coi nó có sạch không bạn nhé thì bạn nói khó là xin đu là nhìn bạn nhé ho là phòng còn là trước uh, đài máy là được không rắp là cho nó thực sự bạn nhé khó đù, ho còn đầy máy khi mà bạn đi À, uh, đi muốn đi mướn khách sạn mà nữa à, kế tiếp là dành ngày À, làm cách nào bạn à, nếu mà bạn hiểu tiếng Anh là how chẳng hạn như bạn muốn nói à, bạn ăn đồ gì đó thì bạn không biết ăn sao bạn sẽ nói kin vàng ngay là ăn cách nào kin vàng ngay là ăn cách nào à, bạn phải chỉ này kin ăn ý là ăn cái này vàng ngay kin ăn ý vàng ngay là ăn cái này làm sao làm sao ăn cái này đó. hay là bạn có thể nói là làm sao tôi đi phi trường bạn nhé thì bay sân bay bình như thế ngay. Bay là đi, sân bay là phi trường mà Đai dạ ngay, làm sao tôi đi phi trường? Dạ ngay là làm cách nào vậy À, con cứu tiếp là, tiếp đó là rửa dân. À, thí dụ mà, có bạn hỏi, người khác hỏi bạn đó. ăn khao leo rửa dân là bạn ăn cơm trưa ăn là ăn khao là, ăn khao là ăn leo, ăn cơm chưa? Kin khao leo rửa dân. À, hay là bạn hỏi hiểu chưa nhé Khao chay Léo rửa dăng Khao chay léo rửa văng. Hay là nhiều khi người ta bỏ chữ léo lên người ta Khao chay rửa dân à. Còn à, kế tiếp đó là khe nảy à, Là bạn nhiều khi bạn muốn biết nhiều thêm nhiều Chi tiết chút đó là cỡ độ nào đó Chẳng hạn như à, Bạn hỏi là A à rồi khe nảy A à rồi khe nảy À, có thể là người ta hỏi a mấy là có có ngon không thì bạn nói à, ngon nhá a ròi là ngon lắm a rồi mát nhưng mà người ta muốn biết thêm nên người ta hỏi a khe nảy là ngon cỡ nào bạn cỡ nào bạn nhé. hay là người ta muốn hỏi phệt à, mấy cay không à, bạn nói phệt người ta muốn biết thêm tiếp đó người ta hỏi phệt khe nảy là cay cỡ nào bạn cay cỡ nào à, À, khi mà bạn muốn hỏi ai mấy giờ bạn nói sao thì bạn nói kỳ môn léo mấy giờ rồi kỳ môn léo mấy giờ rồi thì ra kỳ môn léo này thì nói tắt cho kỳ suốt môn léo kỳ suốt môn léo à, bạn nói tắt cũng được là kỳ môn léo thì uh, người Thái sẽ hiểu bạn thì uh, người ta sẽ trả lời là thí dụ 8 giờ đi thì uh, người ta sẽ nói pet nalika pet nalika là 8 giờ 8 giờ sáng bạn nhé à, thí dụ uh, một giờ chiều bạn nói sao thì người Thái đó thì cái, cái một cái cách đó là nó từ 1 tới 24 nha, một ngày tới 24 nó tính. Một giờ trưa đó là nó tính số 13 bạn. Là thí dụ mà bạn hỏi kim môn leo mấy giờ rồi người ta trả lời 13 nalika. Nalika là tiếng bạn nha. 13 là 13, nalika là tiếng. Là người ta nói ám chỉ là 1 giờ bạn nhé. Là mì, là một giờ trưa đó bạn. Đó. Thế giờ mà người ta chả muốn trả lời là 7 giờ tối thì người ta trả lời sao bạn à, kim môn leo mấy giờ rồi thì người ta trả lời xịp cao nalika nghĩa là 19 giờ bạn xịp cao là 19 nalika là tiếng bạn giờ bạn đó. đó còn thí dụ mà bạn phút à, thì sao bạn thì người ta hỏi kim on leo à, thí dụ mà ta trả lời là 10 giờ rưỡi bạn nói sao thì à, bạn nói xịp là 10 nha xịp nalika là 10 giờ là 30 là 30 na là 10 rưỡi thì bạn trả lời kỳ môn léo mấy giờ rồi 10 na li ca giờ 30 na thi 10 na li ca 30 na thi là 10 giờ 30 đó bạn đó thí dụ mà người ta muốn 2 giờ rưỡi trưa thì sao bạn thì bạn nói là 14 bạn nhé là bạn trả lời là kỳ môn léo mấy giờ rồi 10 na Nati. Xì xịp đó là 14 bạn. À xịp xì quên. Xin lỗi. Xịp xì Nalika. Xám xịp Nati là 2 giờ rưỡi bạn nhé. À còn thì bạn muốn hỏi hôm nay là ngày gì bạn? Thì bạn nói One E. One E là hôm nay đó. One Array. Hôm nay là ngày gì? One E. One Array. Ở trong tiếng Thái đó. One E là hôm nay. One E. Hôm nay. Còn ngày trước đó thì mưa quan ní là ngày trước mưa One ní là ngày trước One ní là hôm nay còn ngày mai đó thì nói là prung ní hay là One prung ní prung ní yeah. là One ní quan on arai là hôm nay là ngày gì à, mưa quan ní là ngày hôm qua prung ní là ngày mai bạn à, đây là một uh, câu khi nào mà bạn uh, đang ăn một nhóm vậy đó bạn đó và bạn phải đi bạn đó thì uh, bạn nói phóng tông căn bay tony là tôi phải tông căn là phải đi bạn nhé phải bạn nhé tông căn bay tony là đi bây giờ bạn đó phóng tông căn chặt bay tony hay là phóng tông căn bay bạn ý cũng được tôi phải đi bây giờ và câu cuối là thí dụ bạn hẹn ai à, 3 giờ 10 bên trưa ngày mai bạn nhé thì bạn nói trung ni ma dù chi ni sip na li na thi mai tôi sẽ tới lúc 3 10 bên trưa bạn đó trung ni là ngày mai phóng cha ma ma là tôi sẽ tới dù ni là tôi tới ở đây bạn nhé dù chi ni na là 3 là 3 giờ trưa bạn nhé sip na thi là 3 10 bạn đó